Đi rồi đang có bầu À, tức là á. cô có thai xong rồi chú đi. Vậy là cô ở nhà một mình sinh con hả? Cưới xong về rồi cô không có bầu. Bầu xong rồi là 6-7 tháng là lúc đó là ổng đi nghĩa vụ. Ở nhà cô nói ngay là bên chồng thì làm mọi việc đủ thứ đó, là hẳn đường, là đường làm đường tán đó. Rồi cô phải thức khuya dậy sớm làm, rồi làm cái này vất vả lắm, rồi có bầu 6-7 tháng nó bị hư. Bị bệnh rồi hư đứa đầu. Đầu rồi sau này ổng về rồi mới sanh đứa thứ hai, đứa bây giờ là lớn nhất á. Trong cái thời gian chú điều độ gì mấy năm là đi có chưa được 3 tháng. Đi có mấy tháng rồi đơn vị cho về. Tốt vậy. Chắc có lẽ là con muốn nghe rõ hơn về cái giai đoạn mà khi không có chú ở nhà mà cô cái thai nó bị động á, bị mất á, thì lúc đó là cái tâm trạng của cô như thế nào á cô? Thì cũng buồn lắm. Tâm này ha. Chú có nhớ cái lần đầu tiên mà chú gặp cô ở đâu không? Lúc đó là năm 81, nhà cũng gần cách 400 mét đó. Nhà hai bên đó. À, sát bên mà. Sát bên này. Hàng xóm. Làm như cái duyên nợ hay sao á. Lúc đó quen cũng 2-3 người. Quen 2-3 người. Bây giờ mới khai hồi xưa. Khai chưa đâu có dám khai. Đâu có dám đâu. Giấu người. Giấu. Thì thấy cô nít na cũng hiền, mình cảm mến, rồi bắt đầu kết với nhau. Kết với nhau. Kết với nhau. Lúc đó họ ít có tỏ tình lắm. Thương Thầm, cũng nhớ bản Thương Thầm không? Khung cửa sổ hai nhà cuối phố đó hả? Cái lúc mà cô chú còn nhỏ là cô chú có chơi cùng với nhau không? Có tắm mưa này kia không ha? Không. Xin có... hỏi cái vụ đó. Lúc đó là khoảng 21 tuổi rồi. Sau này Giải Phóng mới về. À, tức là Giải Phóng rồi cô chú mới về đó ở. Nhà của cô thì ở ngoài, nhà của anh ở trong. À, dạ. Mới đi đi làm rồi đi ra đi vô. Nhà của anh đó làm lò đường, chạy tàu đỏ. Rồi cứ vì công việc mà mình đi ra đi vô riết là mình để ý vô cô này. Riết là để ý. Dạ. Bao lâu thì chú mới ngỏ lời với cô? Khoảng cỡ nửa năm. Thì giờ em thương anh không, về nó ba với mẹ cưới. Lúc sau chứ lúc đầu thì ổng không có nói gì hết trơn á. Như giữa hai bên người lớn thì người ta có ngỏ lời rồi. Nhưng mà hai bên thì cũng chưa có tình ý gì. Thì lúc đó là cô đi làm, không có nhà thì ổng ở nhà ổng làm ruộng làm nương rồi đó. Thì ổng không có nói gì là hẹn hò đi chơi hay gì, cứ chiều cái giác cái đờn ra. Rồi đờn hát đã rồi xong rồi tới tối cái đi về thôi. Dần cưới rồi ổng mới nói thôi. Dắt cái đờn ra đờn trước cửa nhà mình, nhà của cô gái. Ở nhà cũng có anh em đồ đông. Chị em rồi là cái ông xách cái đờn ra, ông đờn đã rồi tới buồn ngủ xách đi về rồi. Đờn cổ hay đờn nhạc? Đờn cổ. Đờn nhạc cổ luôn. Cổ mà làm nhạc. À, lúc đó còn nhớ hát bài gì không? Lâu quá quên. Cô hàng xóm. Này 41 năm rồi mình. Lúc đó là tâm trạng cô sao cô? Thì không có nói gì hết, nhưng mà cũng chiều thì cũng trong trong không ra thôi. Có trong nha. Có trong rồi đó. Là không mê giọng hát rồi ha. Quen bao nhiêu lâu thì chú nắm tay cô? Không có nắm mà. Không có luôn. Tới giờ đó đám cưới thôi. Nhát lắm, hồi xưa nhát đó. Nhát là có đứng gần này kia, có khều khều cô nói nghe này kia không? Không luôn hả? Vậy chứ lúc đó cô với chú giao tiếp với nhau bằng cách gì? Nhìn thôi chứ không có nói gì hết trơn. Với giữa hai bên thì hai vợ chồng thành nhau là do người lớn. Người lớn hết trơn hả? Ừ. Với nhau năm 81. Đó, lúc đó cưới nhau mới quan trọng nè. Lúc đầu chưa dám nắm tay ha. Lúc đó mới là dạng vậy là tới đám cưới rồi mới có nụ hôn đầu tiên. Năm 81 lấy nhau. Sau năm 82 bắt đầu mình có con đúng không cô chú? Năm 82 có con. Năm đứa. Năm đứa. Lớn nhất bao nhiêu cô chú? Lớn nhất này 39. Nhỏ nhất này 24. Khi mà cưới nhau xong rồi cô chú làm công việc gì ạ? Giờ vẫn làm ruộng ở nhà đó. Dạ. Vẫn làm ruộng ở Đức Hòa luôn. Dạ, vẫn làm ruộng. Mình làm được bao nhiêu công? Hai mấy công.
Nam Đức Đức Hoài giờ cũng lên dữ lắm luôn ạ. Nay cũng như sốt dữ ạ. Sốt á. Và chú mới để con công Ngọc Lan không? Được luôn, khỏe. Chú ơi, nhưng mà con nghĩ là với cái điều kiện kinh tế như ngày xưa mà mình nhiều con như vậy thì chắc có lẽ là cuộc sống nó cũng khó khăn lắm hả cô chú? Hồi trước thì khó khăn lắm. Cũng đông đứa đó rồi làm thì chú cũng làm chuyện nhà ruộng nương này kia, còn cô thì giữ mấy nhỏ. Ba đứa lớn thì học chỉ tới lớp 5, lớp 6 nghỉ. Mà hai đứa sau này thì học tới nơi. Trong cái giai đoạn cô có bầu là cô vẫn đi làm hả? Đúng rồi, xưa cực lắm. Dạ. Nói chung là cô chú cũng làm ruộng từ xưa giờ cũng hai mấy công ngày xưa giờ đúng không? Không, mà sau lúc này đó mới ít, sau này mới làm nhiều. Mới mua thêm á hả? Thì lúc đó khoảng 8 công à. À, lúc có 8 công. Vậy là cô chú phát triển đó chứ. Dạ. Lúc có con có 8 công à, để năm đứa được 23 công. Giờ chuẩn bị lấy chồng lấy vợ chắc cũng thêm vài chục công nữa. Thường nó lên được ba xui rồi, còn hai đứa nữa. Ba xui rồi đó ba hả? Ba xui rồi. Là mấy trai mấy gái cô chú? Gái lớn là gái sau thứ ba, sau ba gái nữa là bốn gái. Bốn gái, thằng con gái một trai, bốn gờ. Hồi lúc khi cưới nhau về đó chú có ghen không chú? Không, lúc đó là không có ghen. Không ghen luôn? Không luôn. Cô có ghen không? Có gì đâu ghen, nó lo làm lũ mà ăn. À, cứ làm ruộng. Sáng cứ hai chồng đi làm ruộng xong rồi chiều về nhà. Làm ruộng ai kêu gì làm nấy. Dạ. Ông mày làm đủ nghề hết. Bà xã thì nhà thì lo cho con cái, mình đi làm. Chú có nóng tính không cô? Không biết nóng hay không, với nhậu thì... Nhậu thì dữ hả? Nhậu thì số giáp luôn. Nhậu vô có la. Nay hết nhậu rồi, nay bệnh già thì hết nhậu. Nay bệnh rồi nghỉ rồi, không uống nữa. Cô, sao con nghe cái câu chuyện của cô chú á, cái con hình dung ra một bức tranh nó êm đềm lắm, nó nhẹ nhàng. Tại vì á, chú biết không, con là mỗi 3 tháng hè là con sẽ được về quê nội con chơi, thì cũng là cùng quê của cô chú luôn. Cho nên đối với con, cái tuổi thơ của con, những cái hình ảnh ở dưới quê á, nó đẹp lắm. Tuy là rất là vất vả trong cái thời gian làm việc thôi, nhưng mà cứ sáng 5 giờ là giác cuốc đi ra đồng. Đúng rồi. 11 giờ là về ăn cơm. Còn hoặc là xong rồi leo lên bồ dáng ngủ bà nội á, hoặc ngủ là ngủ tới 1:30 về đi làm ruộng tiếp đó. Cái công việc nó cứ như vậy rồi tới 5 giờ là về nhà rồi ăn cơm, là 8 giờ là đi ngủ. Ngày nào nó cũng trôi qua như vậy hết. Còn thêm một cái điều kiện nữa là ngày xưa không có nhiều cái vấn nạn xã hội như bây giờ, cho nên những cái đứa con á, mình đẻ ra rồi cứ để đó mà cho các con chơi, các con tự chơi với nhau hoặc là chơi với hàng xóm. Mình cũng không có bị lo lắng. Đứa lớn giữ đứa nhỏ vậy là chứ không có như giờ phải bà nội bà ngoại giữ đâu. Ủa nhưng mà lúc đó cái thời gian đó là chú lớn lên thì chắc cũng phải đi nghĩa vụ quân sự á, chú có đi không? Có, lúc 82 mới đi. À, tức là sanh người con đầu tiên. Đầu tiên rồi đi. Chưa đi rồi đang có bầu á. À, tức là cô có thai xong rồi chú đi. Vậy là cô ở nhà một mình sinh con hả? Cưới xong về rồi cô không có bầu. À. Bầu xong rồi là 6-7 tháng là lúc đó là ổng đi nghĩa vụ. Ở nhà cô nói ngay là bên chồng thì làm mọi việc đủ thứ đó, là hẳn là đường làm đường tán đó. Rồi cô phải thức khuya dậy sớm làm, rồi làm cái này vất vả lắm, rồi có bầu 6-7 tháng nó bị hư. Bị bệnh rồi hư đứa đầu. Đầu rồi sau này ổng về rồi mới sanh đứa thứ hai. Đứa bây giờ là lớn nhất á. Trong cái thời gian chú điều độ gì mấy năm là đi có chưa được 3 tháng. Đi có mấy tháng rồi đơn vị cho về. Tốt vậy. Chắc có lẽ là con muốn nghe rõ hơn về cái giai đoạn mà khi không có chú ở nhà mà cô cái thai nó bị động á, bị mất á, thì lúc đó là cái tâm trạng của cô như thế nào á cô? Thì cũng buồn lắm. Nhưng mà hồi đó thì có bà ngoại. Ngoại ở gần đó thì ngoại chăm sóc. Thì đi xuống tới bệnh viện thành phố nè. Cũng 6-7 tháng rồi. Nói chung là ổng có vợ, ổng kiểu ổng cũng không có lo chăm sóc gì cô nhiều lắm. Cũng lo làm công việc thôi. Mê công việc thôi chứ không có lo. Tuổi thân còn. Nhà lúc đó là làm ngày làm đêm luôn. Mà dữ lắm. Đường làm đò đường á. Rồi mình bên phụ ngoài.
chạy vòng ngoài hơi bả được. Đó con cũng làm lò đường 2 năm á, con làm khâu giác mía á. Giác tụi nó với ghe giác lên trong giác vô trong cái rửa máy rửa rồi giác ra giác đó, vô lúc đó nó nhiều khi kẹt công không có làm mình phải phụ chạy ra ngoài. Trời ơi đêm hôm mà giác mía đó nha, tao nói nó mệt, nó ngứa ngái rồi mà lấy cái lá mía nó quẹt tao nói mặt mày nó tay hết trơn luôn, làm rồi nó vô chân lắm, có giờ khác đó, làm nhà máy đường cực lắm. Cô vậy rồi á, cô không có nhận được nhiều cái sự chăm sóc của chú, vậy thì cái điều gì ở chú khiến cho cô có thể ở bên cạnh chú cho đến ngày hôm nay? Về cái tình cảm thôi chứ lo trách nhiệm lo cho nhau thôi chứ không có nghĩ gì hết, cứ vậy thôi vô tư. Con rất là ngưỡng mộ các cô. Đúng rồi, con cực kỳ ngưỡng mộ luôn, bởi vì các cô dường như là cái thanh xuân của các cô thì nó cũng ngắn, 18, 19 tuổi, 20 tuổi là lấy chồng rồi. Mà bắt đầu lấy chồng cái là khổ luôn. Là lo cho con. Con thấy cô nào cũng khổ, ba nào cũng khổ. Cái thời ngày xưa mà không bao giờ đòi hỏi. Không có một cái nhu cầu để gọi là tại sao anh không chăm sóc cho em, tại sao hôm nay đi làm về anh không nhìn em. Giờ là về là hỏi này kia rồi. Giờ về mà giờ là kiểu như là ủa sao bữa nay anh về anh không nói chuyện với em. Anh nói chuyện với ai rồi, anh chán rồi đúng không, nên không muốn nói chuyện với em nữa. Tức là cái nhu cầu của tụi con bây giờ, của tụi trẻ bây giờ sao nhiều quá, giờ còn khác xa. Dạ, với các cô ngày xưa thì các cô dường như là không có quan tâm đến những cái việc đó, có rồi có, không có rồi thôi, tôi chủ yếu là tôi chăm sóc đầy đủ cho gia đình, cơm nước cho gia đình, cho con cái là xong rồi đó. Cô chú đó giờ có tranh cãi với nhau dữ dội lần nào chưa? Ở với nhau 5 đứa con thì chuyện gì cũng có xảy ra, thì cũng giận chút lát rồi cũng thôi. Nhiều người kia là lắm lúc thì có giày, nhiều khi nóng quá bà xã nói nặng quá mình đi rồi giấy lát im về, cũng không lâu một vài tiếng thôi. Cặp này đáng yêu quá nha, đó là một cái sự yên bình, mỗi người hy sinh cho nhau. Có những lúc nào mà nó khổ cực đến mức mà mình nghĩ rằng mình không có vượt qua nổi không chưa cô? Cũng có, những lúc mà con bệnh đau rồi không tiền rồi đó, đó ông cũng nhậu nhẹt nhiều lắm, rồi con bệnh nữa. Có đứa nhỏ học trường Tôn Đức Thắng gì đó là nó bị học đại học đó, nó bị bệnh não, nằm bệnh viện với 115 cũng mấy bữa nữa là 2 tháng, tốn tiền nhiều lắm, bị gì bảo hiểm hết hạn xong rồi gia đình lo đủ mọi mặt hết. Lo chăm sóc nó rồi cũng hụt hẳn tiền bạc đủ thứ, xong rồi giờ là nó có, cũng có chồng rồi, chồng có con rồi. Này, tuổi mấy? Buồn á thì cũng buồn, mà công việc ổng thì mừng, thì mừng cũng mừng dữ lắm, mà tới hồi đi nhậu rồi thì buồn cái ổng đi nhậu nhiều á. Thế là cô chỉ buồn vì chú đi nhậu thôi. Sau này bệnh rồi hết nhậu rồi, nay là từ 2014 tới giờ. Nhưng lúc trước làm gì mà chú nhậu dữ vậy chú? Mà mình nhậu như thế mình biết là vợ mình buồn không? Cũng biết, lắm lúc sai quá thì mình không nhớ, không có xin lỗi, về vợ nói gì thì im re luôn, mình biết mình trạc rồi. Mà biết thật bữa sau là im luôn á. Sợ lắm chứ, ông thấy ông nhậu xỉn là về sợ. Về lắm. Chỉ la lối thôi chứ quýnh vợ anh con thì không có. Thì tánh ổng thật thà rồi kiểu chất phát, làm lụng thì ông cũng lo lắng thôi, nhưng mà có cái thì ông đi vậy đó thôi, buồn là nhậu nhẹt thôi chứ không có cái gì. Còn điều gì mà chú là yêu cô nhiều nhất hả chú? Thấy bà xã thì tánh cũng hiền, rồi cũng cảm mến thương, trong lương tâm mình thì có làm khổ vợ con nhiều lắm, sau này là giờ nghỉ rượu luôn, không uống nữa. Vậy tính cô là chịu đựng hy sinh đó. Thuốc hút dữ lắm bây giờ cũng nghỉ luôn, hút uống rượu luôn nữa, uống rượu nghỉ luôn, mình không có chia sẻ được với ai. Ông biết trong lòng ông nhưng mà cô cũng để ý thấy, nhưng mà ông không có nói ra lần nào hết á. Dạ. Lời thương yêu hay là hoặc cái này kia là ổng không bao giờ thổ lộ ra vợ con gì hết. Ổng im trong mình vậy, trong lòng cũng vậy. Có bao giờ chú nói chú yêu cô không? Không. Có bao giờ chú nói chú thương cô không? Không có nói gì hết á. Nhưng mà cô có muốn nghe những cái điều đó không? Nhưng mà giờ ổng đâu có nói đâu nghe. Nhưng mà cô muốn nghe không? Cô cũng muốn, nhưng mà muốn nói thì nói ra thì phải thực hành như vậy thì nói tốt chứ có gì đâu. Dễ thương quá à. Nhưng mà sau đó giờ chú không bao giờ nói hả chú hả?
Nhà anh em là mấy anh là ít nói không phải như ta. Thôi bây giờ con sẽ phá không khí bằng một cái lá thơ. Đây là thơ của các con gửi cho ba mẹ. Giờ thì con xin phép được đọc cho cô chú nghe nha. Đây là thơ của cô gái Út. Ba mẹ thân mến, con từ trước giờ chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với bất kỳ ai trong gia đình. Thay vì nói những lời đó thì con chỉ biết dùng hành động. Lúc con về quê hay ba mẹ xuống Sài Gòn chơi, mua cho ba mẹ những món ăn mà trước giờ ba mẹ chưa từng thử. Đôi khi gửi một chút ít để ba mẹ sinh hoạt. Tụi con bây giờ đã lớn, tự lo được cho mình. Đôi khi anh chị em có mâu thuẫn thì cũng chỉ muốn góp ý với nhau tốt hơn thôi. Tụi con vẫn luôn quan tâm nhau nên ba mẹ đừng buồn nha. Ngày xưa ba mẹ làm lụng cực khổ, vất vả quá nhiều rồi. Nhà mình nghèo nên có gì ngon ba mẹ đều nhường lại cho tụi con hết. Tụi con bây giờ phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho cha mẹ. Con chỉ mong ba mẹ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Cứ làm gì mình thích, không cần quan tâm những người xung quanh mình nghĩ gì đâu. Ba mẹ hãy nghĩ những điều tích cực nhiều hơn, đừng lo xa rồi buồn rầu nữa. Mẹ phải luôn vui vẻ, ăn uống đầy đủ. Tụi con tuy sống xa nhà nhưng tụi con ổn. Không có chuyện gì khó khăn như mẹ nghĩ đâu. Ngày nào cảm thấy ổn, con sẽ cưới chồng. Mẹ đừng có hối con nữa nha. Khi biết tin ba bệnh, con đã rất sốc và rất buồn. Nhưng lúc đó con bất lực vì mình còn quá nhỏ, chưa có đủ tài chính để giúp cho gia đình hay dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện nhiều với ba. Ba bệnh thì ba không muốn nói chuyện nữa, không muốn làm gì hết. Nó trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng của gia đình mình. Đến bây giờ con cũng không muốn nhớ về nó nữa. Mẹ là người lo lắng, quan tâm cho ba nhiều nhất, đến bây giờ vẫn vậy. Con mong ba luôn lạc quan. Bao nhiêu biến cố nó đều qua hết rồi. Ba mẹ vui thì tụi con mới yên tâm làm việc. Mong ba trò chuyện với mẹ nhiều hơn để mẹ không buồn nữa. Mong cho đại dịch này được đẩy lùi để gia đình mình có dịp làm một chuyến du lịch cho tình cảm gia đình mình thêm khăng khít. Ba mẹ nha. Con nói ba hãy nói chuyện với mẹ nhiều hơn đó chú. Chú ít nói chuyện với cô lắm hả? Ít nói. Con thấy có vẻ như là chú có rất là nhiều cái tâm sự. Có nhiều cái chất chứa. Mà sao chú không chia sẻ những điều đó với người thân của mình? Chú thì nhiều khoản lắm, bây giờ mình đâu có... Mà ít nói lắm. Vì uống thuốc này về thần kinh á chú. Nhìn lên. Bị bệnh ấy, trầm cảm. Trầm cảm hả chú? Nhưng tại sao thì trầm cảm? Bệnh nhiều khoảng sốc nên mình không nhớ hết. Nhiều khoảng sốc hả? Dạ, đầu tiên là con nó bệnh rồi sao đất mình bán rồi nó rẻ nữa. Nhiều khoảng đó. Hiện nay thì tình trạng trầm cảm của chú sao rồi cô? Nay là thiên giảm bớt rồi hết. Giảm rồi. Ông nói chuyện vậy là được rồi. Dạ. Lúc đó ít nói. Nãy nghe con gái Út viết thư cô khóc, cô cảm nhận thế nào? Thấy con nó thương, lo cho gia đình vậy. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng đến tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi. Bây giờ có con cháu xung quanh lo rồi, mình cũng không còn phải lo điều gì cả. Chú có gì chia sẻ với cô nhiều hơn chút xíu ha chú ha. Có không có thì cô chủ động cô khơi gợi chứ coi chú chia sẻ được cái gì. Giờ có chồng có vợ rồi, mấy đứa cũng đi làm hết rồi. Hai đứa nào cái Út có chồng rồi, hai giờ ông bà ở nhà. Cái Út thì nó làm, nó ở bên quận 4 nè. Rồi bây giờ thì mời cô chú xem những hình ảnh sau đây. Mình thì mặc dù là hai ông bà khắc khẩu nhưng mà ba mẹ rất là thương nhau,
Nhiều khi ba ít nói, anh mẹ rất là bực. Đôi khi có giận dỗi hay la, nhưng mà mẹ lo cho ba đủ ngàn đủ hết. Khi ba bệnh thì mẹ cũng chở ba đi khám, thuốc thì cũng nhắc nhở ba uống hàng ngày. Mình mong là ba mau hết bệnh để tại vì nhà thì mấy đứa con đi làm hết rồi, không có ai ở chung với ông bà hết. Ba mau hết bệnh để giúp đỡ phụ mẹ công việc nhỏ nhặt trong nhà, đồ có thể là nói chuyện với mẹ nhiều hơn để cho mẹ vui. Mẹ buồn thì mẹ kể với mấy đứa con thôi. Thời gian mình bệnh là mình bệnh mấy lần lận, từ nhỏ là mình đã bệnh rồi. Mình bệnh thì ba mẹ cũng bán đất. Khi lớn lên mình đi học rồi mình cũng phát bệnh thì ba mẹ cũng bán lúa đó. Khi mà nhớ tới cái thời gian đó thì mình rất là xúc động, mình rất là thương ba mẹ. Mặc dù là năm đứa con nhưng mà ba mẹ thương mình rất là nhiều. Cho nên là khi nhắc tới cái thời gian đó mình rất là buồn. Ba mẹ bỏ hết công ăn chuyện làm ở nhà để đi nuôi mình trong bệnh viện á. Mình chỉ mong là cuộc sống của mình nó khá hơn, có công ăn việc làm đàng hoàng, có tiền để phần nào cho ba mẹ về già. Ba mẹ muốn sắm sửa, muốn mua cái gì, muốn ăn cái gì cũng được. Ba mẹ già thì cũng yêu thương, giúp đỡ nhau vậy đó. Đừng có la, tại vì ba cũng có nói chuyện đó. Mẹ cũng bực mình. Nhiều khi nói chuyện mà ba không nói á thì cũng buồn đó. Nhiều khi mà thấy mẹ la vậy, ba này kia đó thì cũng buồn. Thì nó không có nói chuyện với cô, nhưng mà nó nói vậy là nó trong lòng nó thương cha mẹ. Thấy mấy con như lo cho cha mẹ vậy cũng đáng thương. Con nào cũng yêu thương cha mẹ, không cha mẹ nào cũng yêu thương con cả. Chứ cái điều có những người con họ không có bộc lộ bằng những hành động, họ cứ giấu trong lòng hoài. Mặc dù họ lo đó nhưng mà họ cứ giấu hoài luôn, thậm chí là không có nói ra luôn á, nhưng trong lòng lo lắm, trong lòng thương yêu lắm. Mình chủ yếu là tập trung lo sức khỏe đi, con đàn cháu đóng thế là vui rồi. Mình được mấy người cháu rồi nha, bà cháu ngoại hai cháu nội. Hy vọng rằng một ngày sớm nhất chúng ta sẽ hoàn thiện bức tranh gia đình với đầy đủ tất cả những mọi thành viên, ông bà, cha mẹ, con cháu, tứ đại đồng đường ở trong đó. Và quan trọng nhất là trong cái bức tranh đó đầy nụ cười, đầy sự yêu thương và đầy sự chia sẻ với nhau. Con mong là sau chương trình này chú chia sẻ với cô nhiều hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn. Bởi vì cái thời gian mình làm lụng cực khổ nó qua rồi, bây giờ là tới cái giai đoạn là mình dành cho nhau cái tình cảm cho nhau, dành cho nhau nhiều hơn. Lương nghĩ rằng trong gia đình á có một cô gái nào đó, một người con nào sẽ làm cầu nối, cứ ngày nào cũng chọc ông bà, ngày nào cũng kêu ba nói gì với mẹ đi, mẹ nói gì với ba đi. Tiếng đi làm đâu có nào nhà đâu. Thì đó, bây giờ con cứ lại tất bật mưu sinh mà không để ý gì đến cha mẹ cả. Chính những người con là những người kết nối ông bà rất nhiều. Chú thì chú ngại nói thì cứ... Cô thì ngại hỏi. Dạ, cô ngại hỏi. Có nhỏ lớn ở gần cũng đỡ. Nó lớn quá, qua nó ba, bữa nay ba dẫn má đi chơi đi, đưa má đi sở thú đi chơi. Ví dụ nãy thấy trong hình ảnh á, mà chú nắm tay cô đi đó, tuyệt vời. Hình ảnh mà chú vuốt tóc cô, vuốt má cô đó. Đấy, những cái hành động như thế chúng ta cần tồn tại trong gia đình hàng ngày như thế. Mà nếu như chú làm không được, chú ngại làm á, thì có một người con nào đó sẽ làm chút xúc tác. Có người động viên ha. Đó, có người động viên. Bây giờ con nói chú nghe nè. Cô từ xưa giờ chưa bao giờ nghe chú nói những lời yêu thương với cô. Vậy thì ngày hôm nay chú có cái gì ruột gan của chú móc ra chú nói hết cho trời cô ơi, nghe. Móc ra ghê quá. Để cho cô hiểu. Bây giờ nè, chú đứng lên đi ha. Còn thế còn cô chú ra cô đứng lên đi.
À, bây giờ nắm tay nhau nói nào. Thiệt lòng mình hai nè. Người nắm tay nhau nào. Hai người nắm tay bên đừng kia nữa. Ngại nè. Đó, nhìn vô mắt nhau nè. Đó, nói gì đi. Em ơi, bao nhiêu năm qua em gì? Ơi, giờ bao nhiêu năm qua anh không có nói tiếng yêu thương em. Giờ sẵn chương trình này có Hoài Linh với Ngọc Lan với chương trình. Giờ anh nụ hôn cho em, cho anh nụ hôn. Em có thương anh không? Không thương mà sống tới giờ. Mấy chục năm rồi. Quá đã.